Xin chào anh em, quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn giờ sức khỏe và có nhiều công trong việc như cuộc sống. Một ngày tràn ngập lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình có một em Vim VT260 phiên bản thùng kính sơn màu trắng, biển số 60 đời 2017, ngày sử dụng đến 142, phiên bản thùng kính có cửa hông lốp ngoài nóc xịn sò, thùng còn rất đẹp, cabin zin. Nói chung là máy móc ok, xe của nó là tuyệt vời, đời cao 1.8, thùng dài 6m050, chiều ngang là 2m035 và chiều cao là 1m930 nha anh em. Khối lượng toàn bộ là 4,9 tấn, xe vô thành phố và đường cấm Đồng Nai trên 2 tấn, khá là tuyệt vời luôn. Thùng rất là đẹp, thùng kính tiêu chuẩn ra, trong ngoài nóc lớp trong lên kẽm sàn sắt nhưng mà rất là dày và cứng cáp, thùng rất là to, thùng dài tới 6m050 rồi. Thùng to nha anh em. Đường kính mâm là 16 inch nhựa 7.5. Bánh xe đồng bộ trước sau, bánh sau là bánh đôi. Như anh em thích cái mẫu xe tải thùng siêu dài như này thì cứ liên hệ trực tiếp mình, cái này xem xe trải nghiệm lái thử, nếu cảm thấy phù hợp thì thuê trên em nó về phục vụ được nghe mình tải chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Siêu phẩm thùng dài này bên mình dự kiến chào bán là 300 triệu nha anh em. Cầu lớn nhíp hai tầng rất là dày, gai lớp vỏ còn rất là cao, khoảng 60-70%, khung sắt xi bao dày bao cứng, sàn thùng còn rất là phẳng. Xe này chủ cũ, công ty cũ chạy mặt hàng nhẹ thôi nên thùng còn rất là đẹp, sắt xi cũng rất là dày cứng cáp, ngang là dọc cũng rất là dày. Đó, nói chung là thùng còn rất là ok, nước sơn màu trắng rất là bắt mắt, cabin nhẹn lặt. Xe keo chỉ sùng bồng cũng còn rất là nguyên vẹn, nói chung là xe nguyên bản, vô lăng với sợ lực rất là nhẹ nhàng, có máy lạnh mát rượi, xe đi mới được 88.000 km nha anh em, 5 số tiếng một số lùi. Nói chung là xe rất là tuyệt vời luôn, ghế bọc da 3 chỗ ngồi, kính chỉnh điện và cửa trung tâm rất là đủ, dòng Vim này chạy cũng rất là tương đối ổn định. Nói chung là một chiếc xe mình cảm thấy quá là tuyệt vời, cho nên quý hàng ơi suy nghĩ đầu tư một em xe tải giá bình dân 300 triệu, sở hữu ngay em Vim 1.8 thùng dài 6m1 như thế này. Đấy, vô lăng rất là to luôn, cầm nắm rất là sướng, máy lạnh nè, tắp ly tắp lô cửa nhìn rất là sang trọng luôn, 5 số tiếng một số lùi. Nói chung là dòng này thùng dài chở mặt hàng nhẹ vô đường phố khá là ok luôn em, như là dòng ga cơ, máy liên danh nè, máy Hyundai liên danh mà chạy cũng còn rất là ổn, dòng Vim chạy cũng tương đối ổn định nha, chạy rất là sướng, rất là khỏe. Đó, 88.000 km. Nếu anh em thích cái dòng xe này cứ liên hệ trực tiếp mình hoặc cái này xem xe trải nghiệm lấy thử, nó cảm thấy phù hợp thì khởi đi nó về phục vụ đất nhà mình tải chuyển hàng hóa của anh em cái này các bạn. 300 triệu sở hữu ngay em Vim xịn sò như thế này, kính chỉnh điện, nói chung mọi thứ trên xe đều rất là ổn. Động cơ này anh em với dung tích xi lanh là 2.4 lít, công suất đạt 75.8 kW, tại vòng tua 3.4, máy dầu 4 kỳ 4 xi lanh ngân hàng. Đó, dòng gas cơ, máy cũng rất là khỏe, sắc xì bao nhiêu bao cứng. Nếu anh em thích mỗi xe này cứ liên hệ trực tiếp mình, cái này xem xe tới nghiệm mình lấy thử, nếu cảm thấy phù hợp thì khởi tên em nó về phục vụ cho nhà mình tạm chuyển hóa của anh em quý hàng của bạn. Cảm ơn anh em quý hàng của bạn theo dõi cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ của mình. Hẹn gặp lại anh em quý hàng các bạn trong những cái video báo giá cũng như cập nhật liên tục tình hình giá cả xe tải cũ tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại anh em quý hàng các bạn.